Thứ bảy, tuần 4 phục sinh. Gioan 14, 7 đến 14. Biết Chúa Giêsu là biết Thiên Chúa. Chủ đề: Chúa Cha. 1. Lời Chúa. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em mấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. 2. Suy niệm. Lời Chúa hôm nay nêu lên hai vấn đề. Thứ nhất, con người làm gì để hiểu Chúa Cha? Chúa Giêsu nói, nếu anh em biết Thầy, thì anh em cũng biết Cha Thầy. Câu 7. Người Do Thái chủ trương học luật để biết Thiên Chúa, vì luật là hiện thân của Thiên Chúa. Luật giúp họ hiểu Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nói, Chúa Cha không còn tỏ mình ra bằng những cuộc biểu dương huy hoàng như Thánh Kinh Cựu Ước tường thuật nữa, nhưng Chúa Cha tỏ mình ra trong Chúa Con. Thứ hai, chúng ta hiểu Chúa Cha với hai điều kiện. Một là tin vào Chúa Giêsu. Anh em hãy tin Thầy. Câu 11. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài được Chúa Cha sai đến, nên Ngài biết rất rõ về Chúa Cha. 2. Là tin các việc Chúa Giêsu làm. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Câu 11. Chữ công việc ở đây muốn ám chỉ các phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Chữ công việc cũng muốn nói đến việc lớn lao Chúa Giêsu làm là mặc khải về Thiên Chúa tình yêu. 3. Bài học: Hãy vững tin vào Chúa Giêsu. 4. Sống đạo: Ông Kha Luân Bố tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Ông Kha Luân Bố, người đã khám phá ra châu Mỹ vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 15, có lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi cách đặc biệt. Trước mọi hoạt động, ông đều kêu cầu Chúa Ba Ngôi, cũng như ông luôn khởi đầu những gì mình viết bằng dòng chữ nhân danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Lần kia, khi Kha Luân Bố trình bày về thuyết trái đất tròn trước một nhóm học giả được gọi là Hội đồng Salamanca, một tổ chức quy tụ những nhà khoa học và thần học danh tiếng nhất thời bấy giờ, ông đã khởi đầu như sau: Hôm nay, tôi được hân hạnh đứng trước mặt các ngài nhân danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, vì Hoàng đế đã truyền lệnh cho tôi đệ trình lên quý vị một dự án mà tôi xác tín là Ba Ngôi Thiên Chúa đã gợi hứng cho tôi. Trong cuộc hành trình thứ ba của ông, khởi hành năm 1548, ông Kha Luân Bố đã thề hứa
sẽ hiến dâng cho Chúa ba ngôi, phần đất nào ông khám phá ra đầu tiên. Vì thế, hòn đảo ông đặt chân xuống đầu tiên trong cuộc hành trình thám hiểm tân thế giới ấy, cho đến nay vẫn được gọi là Trinidad, tức là Chúa ba ngôi. 5. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con hiểu rằng Chúa đến không phải chỉ dạy luân lý đạo đức như ăn ngay ở lành, nhưng là dạy cho mọi người biết họ là con cái Chúa. Họ phải nên hoàn thiện như Cha trên trời. Xin Chúa ban thêm sự hiểu biết và lòng tin cho chúng con. Amen.